Top 5 chuyện tình tay ba cảm lạnh trong Kimetsu no Yaiba. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Đã lỡ yêu em nhiều sao nỡ lìa xa, chuyện tình trong Kimetsu no Yaiba luôn là như thế, luôn để lại cái gì đó tiếc nuối cho người hâm mộ mới thôi. Dăm ba cuộc tình ngang trái, yêu nhau nhưng không đến được với nhau, đến khi cách biệt âm dương mới chịu thổ lộ. Đã vậy rồi lắm mối tình còn có người thứ ba chen ngang vào. 18-20, độ tuổi xuân xanh để thể hiện tình yêu đôi lứa. Đây cũng là giai đoạn nhạy cảm, dễ động lòng với nhiều người nhất. Do đó không tránh khỏi yêu một lúc nhiều người. Thôi thì nên thông cảm phần nào, bắt cá nhiều tay cũng được, miễn sao chung tình là được. Bạn có biết, ở Sát Quỷ Đoàn tồn tại một trà xanh khét tiếng, cuộc tình nào cũng thấy góp mặt. Ngay bây giờ, cùng mình đến với Top 5 chuyện tình tay ba cảm lạnh trong Kimetsu no Yaiba. Đố bạn, chè xanh mình muốn nhắc đến là ai? Xem hết clip để biết câu trả lời các bạn nhé! Obanai, Mitsuri, Tanjiro. Mở hàng cho những cuộc tình hôm nay, mối tình khiến nhiều người tiếc nuối nhất, không những cách biệt âm dương mà họ còn không thể đến được với nhau dù đã rất gần rồi. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e, Obanai thích chị Mít còn hơn cả bản thân mình, ngày nào cũng gửi thư mua quà cho, bày đặt tỏ ra lạnh lùng, thực chất tay chân bủn rủn, đi còn không nổi. Từ những ngày đầu tiên họ đã để ý đến nhau nhưng chẳng hiểu sao không hề muốn thổ lộ ra. Quá khứ đau buồn của cả hai ngăn cách, họ sợ rằng giữa chốn thị phi quá nhiều nguy hiểm như con đường diệt quỷ, tình yêu đôi lứa chỉ như gió thoáng mây bay, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Yêu hay không yêu đều khổ cả, có khi chấp nhận nói lời thương nhau rồi chứng kiến đối phương cách biệt hai thế giới còn đau đớn hơn. Nói chi xa, nhìn qua trường hợp của anh chàng si tình Yushiro là thấy, mấy chục năm đi qua anh vẫn ngồi ở góc phố cặm cụi vẽ chân dung người mình yêu. Khổ lắm chứ sướng ít gì. Muốn chết cũng không được, trời ban cho cuộc sống bất tử nhưng mãi mãi FA. Chị Mít cùng anh Xà may mắn hơn một chút, họ đã chịu mở lời trong những giây phút cuối cùng, phải đến tình cảnh như vậy mới mở miệng. Thôi thì cũng coi như cái kết được an ủi một chút cho đời con cháu sau này đi. Trước khi Obanai dám thổ lộ tình cảm, Tanjiro chính là động lực để anh ấy mạnh mẽ như vậy. Sau khi nghe tin Mitsuri thân thiết quá đà với thằng Mên ở làng thợ rèn, anh rắn lập tức đến dằn mặt Tanjiro. Có giỏi thì solo tay đôi, chứ đừng đi đánh lẻ kiểu đó. Xà trụ đe dọa sẽ thả rắn vào ống quần Tanjiro nếu cậu dám bén mảng đến gần Mitsuri tầm 2 mét. Thực tế thì anh ghen cũng có nguyên nhân, chịu sao nổi cái cảnh crush mình thầm thương trộm nhớ đi ôm một thằng con trai khác. Thằng đó còn ít tuổi và dưới cấp của mình, cay lắm chứ. Với bản tánh cọc cằn sẵn có lại còn ghen tuông gato sĩ gái, Obanai thật sự nổi cáu lên khi nghe được tin tức này. Cái gì mà Tan nó thấy chị Mít ăn mặc hở hang rồi còn kéo áo lên cho chị đẹp. Mặt anh đỏ như ăn ớt xương bò. Anh mà là bạn trai chính thức của Mít thì thằng Tan bỏ mẹ rồi, không thấy đường mò về. Sau những lời cảnh cáo đầy sức nặng, Tanjiro hứa hẹn sẽ không đến gần luyến trụ dù chỉ từ xa. Khổ nỗi chị ấy thơ ngây cứ sắp đến gần khiến thằng Tan sợ phát hoảng. Cảm giác không thua gì mỗi lần ông chú Haganezuka nổi cáu. Tầm đó Obanai có thể lấy tiết thằng Mên bất kỳ lúc nào. Tomioka, Shinobu, Tanjiro. Chuyện tình giữa thủy trụ và trùng trụ có khi đã nhận được cái kết đẹp nếu thằng Mên không xuất hiện. Cụ thể là trước khi Tanjiro đến với Sát Quỷ Đoàn, Giyu cùng với Shinobu được chúa công Oyakata mai mối cho, sắp đặt sẵn một cặp trời sinh. Họ luôn được nhận chung một nhiệm vụ tiêu diệt hạ huyền. Cứ mỗi lần như thế, mối quan hệ lại càng trở nên thân thiết hơn. Shinobu là con gái mà người ta còn biết chủ động trước. Dưới bầu trời đêm, cô đã nói ánh trăng hôm nay đẹp quá. Đó chính là phương ngữ ngỏ lời với đối phương thời xưa. Không biết Thủy Kaka có hiểu được ý nàng chưa mà chàng cứ im lặng, chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Mình đoán là anh ấy ngốc thật. Thực tế trong Sát Quỷ Đoàn, Shin-chan là người mà Tomioka nói chuyện nhiều nhất. Tất nhiên, lời nói ôn hòa hơn hẳn những gì anh thường trao đổi võ mồm với Sanemi. Đã rất lâu rồi mới có người khiến Giyu cảm thấy bối rối. Tính đụt của anh gần như hết thuốc chữa, khó lòng bình phục được. Duy nhất Shinobu chịu nổi cái tánh này. Cô nhìn Giyu một hồi lâu như kiểu nhận ra con người thật của thủy trụ. Nhưng rồi chẳng ai nói với ai câu gì ngoài một nụ cười duyên của trùng trụ và đôi mắt thờ ơ từ thủy trụ. Chuyện tình đó mới vừa chớm nở thì thằng Mên từ đâu chui ra, phá hoại. Tanjiro đến điệp phủ trị thương, xong xuôi lấy lòng luôn chị đẹp nhà Kochou. Cậu nắm bắt rất tốt tâm lý phụ nữ, Tan đã khiến cho Shinobu giật mình nhận ra con người thật mình đánh mất bấy lâu. Không ngờ một cậu trai trẻ mới vào Sát Quỷ Đoàn chưa bao lâu như thằng Kamado lại có thể nhìn thấu tâm can của mình. Từ đó về sau, Shin-chan xem Tanjiro như em trai nuôi, trên tình tỷ đệ một chút. Còn với Giyu, anh thật sự đã phải lòng bé Tan. Hai anh em có cùng cảm xúc như nhau, như thể Tan sinh ra là để hàn gắn Thủy ca ca vậy. Cậu là người đầu tiên sau rất nhiều năm mới có thể khiến Tomioka hé môi cười. Cười này là cười thật tươi, cười sảng khoái, chứ không phải cười gượng gạo, kiểu cười lên đi cho nghỉ học. Tan đã chạm tới sâu thẳm trong trái tim của anh Đụt, khiến anh tìm lại bản thân đã đánh mất nhiều năm. Chỉ có đàn ông mới mang tới hạnh phúc cho nhau. Sự xuất hiện trà xanh đồng nghĩa cuộc tình giữa anh Đụt và chị đẹp định sẵn không có kết quả. Cuối cùng âm dương cách biệt, Dương Quá ở lại một mình nhìn cô lẳng lặng chui vào bụng thằng Duma khốn nạn. Tanjiro, Kanao, Giyu. Như đã nói, cuộc tình chóng vánh giữa Giyu và Shinobu kết thúc nguyên do rất lớn liên quan tới thằng mên chè xanh. Tại sao lại như thế? Tại vì đơn giản, Giyu không cần phân biệt giới tính, anh chỉ cần ai đó thấu được con tim đã nguội tắt bấy lâu. Rõ ràng giữa hai huynh đệ tồn tại một thứ tình cảm lớn hơn nhiều so với tình đồng môn. Nhìn cái cách Giyu ra chiêu phối hợp skill với Tanjiro là đủ biết, hai người họ sinh ra là phải dành cho nhau. Hai đời học trò giỏi nhất của cựu thủy trụ, combat ăn ý mà chẳng cần tập dượt trước. Tầm này, Giyu tiếp xúc lâu hơn với Tan, có khi họ cùng nhau lên cấp thần, cầm tay nhau múa kiếm còn được. Chỉ đáng tiếc, thằng Mên không hiểu được tấm lòng, cậu ấy chỉ có một người duy nhất trong lòng là Kanao thôi. Cặp đôi trẻ quen biết nhau sau, nhưng tình cảm nảy sinh nhanh hơn nhiều so với Tanjiro và Giyu. Nam nữ luôn là câu chuyện xúc cảm, họ nhanh chóng quen thân và thân hơn cả quen khi mà Tan đã làm cho Kanao cảm động với những lời nói trăng hoa ẩn dụ so sánh đủ thứ. Ở Điệp Phủ, Kanao luôn hy vọng Tanjiro sau mỗi nhiệm vụ sẽ bị thương nặng để cậu được chăm sóc tại đây. Hơi u ám một chút nhưng biết sao được, đấy là cách duy nhất để họ gặp nhau. Chỉ khi Tan nằm trên giường bệnh thì cô em út nhà Kochou mới có dịp đường chính thức trắng thâu đêm với chàng. Đây là cặp đôi hiếm hoi có sự xuất hiện của trà xanh mà vẫn đến được với nhau. Là men nên hào quang quá rực rỡ, kép phụ làm sao có thể nếm được hào quang kiểu này. Vào mà nếm đi, nếm để biết nó khó khăn như thế nào. Chỉ có men với đặc ân con cưng mới có quyền hưởng chọn mà thôi. Inosuke, Aoi, Tanjiro. Lại một cuộc tình có sự nhúng mũi của thằng Mên. À, thực ra lần này Tan là người đến trước về mặt cảm xúc, chứ sau về vị trí các bạn nhé. Bộ ba thằng khứa được xe lăn thẳng đến hoa viên Điệp Phủ sau nhiệm vụ khó nhằn ở núi Natagumo. Ở đây ngoài được mấy bé gái cute chăm sóc, họ còn được huấn luyện vài đường cơ bản để cải thiện hơi thở. Aoi là giám sát đầu tiên, thử thách không dễ để vượt qua. Zenitsu cùng Inosuke mất khá nhiều thời gian mới thắng được cô trong trò đuổi bắt. Vậy mà thằng Mên với vài đường cơ bản đã nắm bắt được chuyển động, từ đó mới có mấy phút làm được những gì hai thằng bạn khó lắm pass qua. Rõ ràng Tanjiro mới là người để lại ấn tượng nhiều nhất cho Aoi, nhưng Inosuke lại nắm bắt cơ hội tốt hơn. Âu cũng là do Tan hoa có chủ nên Aoi biết tự mà rút lui. So với Kanao, cô không có gì sánh bằng. Cặp tiên đồng ngọc nữ thì thôi để cho họ đến với nhau. Các bạn nên nhớ, chính Tan là người đầu tiên ra tay ra mõm yêu cầu Uzui thả cô bé, chấp nhận thay thế đến kỹ viện trấn, dẫu biết ở đó có quỷ thượng huyền. Mỗi lần tỉnh dậy, Aoi còn túc trực bên giường bệnh nhiều hơn cả Kanao, nhưng cô thừa biết chỉ nên dừng lại ở mức huynh đệ thân thiết, không có cửa để cạnh tranh với chị cả của mình. Thay vào đó, lựa chọn Inosuke là một nước đi hay ho thú vị hơn. Tính cách nóng này của cô bé có thể trị được tật ngáo đá của đấng ỉn. Cặp này đến với nhau mang đến khá nhiều tiếng cười sảng khoái cho độc giả ấy chứ. Zenitsu, Nezuko, Tanjiro. Cuối cùng là cặp đôi thiên duyên tiền định, bé nấm Nezuko với thằng tóc vàng Zenitsu. Mối tình này được Tanjiro bén duyên cho, nhưng cũng chính cậu 5 lần 7 lượt ngăn cản Zen đến với em gái mình. Biết rõ thằng bạn thân dê gái thế nào, Tan đâu có nỡ trao em gái cho thằng Pikachu để nó thỏa mãn. Cái cỡ Pikachu ế lâu năm, nó vờn bé nấm vài hôm thôi là Tan nhìn méo ra luôn. Thế nên cần có thời gian để Tan kiểm chứng liệu xem Zen có xứng đáng làm em rể mình không. Trải qua rất nhiều thử thách, Pikachu mới lấy được lòng thằng bạn thân sau này cũng là anh vợ. Zen nó mê gái thật đấy, nhưng đã lỡ yêu ai thì trung tình phải biết. Từ khi để ý đến Nezuko, chưa thấy Pikachu tỏ tình với bất kỳ cô gái nào. Thằng cha tự biết cách ly với gái xinh, giữ lòng trong trắng với suy nghĩ đen tối. Dù cho trong đầu thằng tóc vàng toàn màu đen, nhưng không sao, miễn sao vẫn thương chỉ mỗi Nezuko là được. Tính ra Tan còn yêu ái cho thằng bạn phải biết, đâu có thiếu đàn ông quan tâm để ý đến bé nấm xinh đẹp nhà Kamado. Duy nhất Zenitsu là được đến gần hơn mức cho phép. Ông anh rể có tâm thế thôi chứ, ổng chỉ khó khăn một chút, test xem có nên gả em gái cho thằng bạn cực kỳ nguy hiểm này không. Pikachu không đến từ làng lá, đã chứng minh được tình cảm của mình. Cậu luôn xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân vào thời khắc quan trọng nhất. Thế là đủ đưa nàng về dinh. Từ trường hợp của Zenitsu, anh em FA chúng ta rút ra bài học gì nào? Đó chính là đẹp trai không bằng trai mặt, mà đã trai mặt lại còn là ngon dai nữa thì lại vô đối cực luôn. Ok, trên đây là video. Theo anh em còn cuộc tình nào ngang trái nữa không nhở? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Như thường lệ, chào đón 3 bạn may mắn lên sóng số hôm nay. Bạn Flow Legend 3121, Tamayo sinh vơ cơ lở. Không sinh mà cha nội Yushiro yêu như điếu đổ thế kia à? Thầm thương mấy trăm năm không dám tỏ tình, chán thanh niên. Bạn Hanafuda Love Butterfly. Không có Gen và ỉn thì Kimetsu no Yaiba đã chỉ là một bộ anime vô danh. Ừ thì một phần nào đó phải công nhận Tanjiro không có hai thằng bạn đi cùng thiếu mất những gia vị tấu hề làm nên thương hiệu bộ truyện. Bạn Nekolu Dao Tươi 88. Ad làm sẽ ra sao nếu Yushiro làm kiếm sĩ với Muichiro đi ạ? Ad nhớ không nhầm có làm rồi đấy bạn ơi. Mình cũng trả lời trên góc hỏi đáp, bạn tìm lại mà xem nhá. Video đến đây là kết thúc rồi, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!